Xin chào tất cả các bạn thân mến. Bài học của chúng ta ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tiếp tục với nội dung của bài là gì? Phép chia. Trên đây chính là nội dung bài phép chia, và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến bài tập số 1. Ở bài tập số 1 thì với yêu cầu thực hiện hoạt động sau rồi nêu phép chia thích hợp. Các bạn hãy quan sát vào bức tranh. Ở đây có 4 bạn. Các bạn ấy đã sẽ làm hoạt động như sau. Phần A, lấy 10 hình vuông chia cho mỗi bạn 5 hình vuông. Phần B, lấy 12 hình vuông chia cho mỗi bạn 3 hình vuông. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng giải thích và phân tích phần A. Đó là lấy 10 hình vuông chia cho mỗi bạn 5 hình vuông. Ở đây có 1, 2, 3, 4, đúng chưa nào? Đó ạ. Chúng ta lấy 10 hình vuông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Mình không vẽ hình vuông mà mình đánh dấu bằng dấu này cho dễ. Và chia cho mỗi bạn 5 hình vuông. Này. Chia cho mỗi bạn, ở đây có 4 bạn. Ta có là gì? Ở đây có 4 bạn. 1, 2, 3, 4. Ta chia lần thứ nhất. Một, hai. Lần thứ hai chia tiếp. Chiếp một, hai. Lần thứ ba. Một, hai. Lần thứ tư. Một, hai. Và lần thứ năm. Vậy, cách chia này có đúng hay không? Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là 10 chia cho mỗi bạn, nhưng ở đây là chia cho 4, thì mỗi bạn được 5 hình vuông. Đúng chưa nào? Có đúng không? Mỗi bạn 5 hình vuông. Vậy thì ở đây có 10 mà chia cho bộ có tổng mỗi bạn thì chúng ta sẽ lấy 2 lần ra. Đó. 1 2 3 4 và 5. 1 2 3 4 5. Vậy thì chúng ta có 10 chia cho 10 chia mấy nhỉ? 10 chia cho 2 chỉ đủ 10 hình vuông này chỉ đủ chia cho 2 bạn thôi. 2 bạn được 5 hình vuông. Vậy ta có 10 chia cho 5 thì sẽ bằng 2. Vậy chúng ta có phép tính là 10 chia 5 bằng 2 hoặc 10 chia 2 bằng 5. Tiếp theo, lấy 12 hình vuông chia cho mỗi bạn 3 hình vuông. Ta có phép chia là 12 chia 3 sẽ bằng 4. Các bạn thân mến, đây là chúng ta vừa thực hiện xong bài tập số 1. Bài học đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.